Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về chủ đề sáng mèo nha. Nếu chẳng may mắc phải sáng mèo thì chúng ta nên làm gì và có cách nào để phòng tránh hiệu quả không? Trong video kỳ trước mình đã chia sẻ về định nghĩa sáng mèo là gì, sáng mèo có nguy hiểm hay không và cách nó lây lan như thế nào rồi. Video đó mình để ở góc trên bên phải màn hình. Nếu bạn chưa xem thì hãy xem video đó trước khi xem video này nha. Dành cho những bạn lần đầu tiên tới kênh Mèo Ham Chơi thì đây là nơi mình chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc và huấn luyện mèo với mong muốn giúp các bé mèo luôn được khỏe mạnh và bạn sẽ có nhiều thời gian vui vẻ với mèo. Video thường được phát hành định kỳ vào mỗi thứ 6 hàng tuần. Theo thống kê thì Việt Nam là nước có số người nhiễm các loại giun sán đường ruột cao ở châu Á. Ước tính khoảng 20-40 triệu dân đang nhiễm giun, tức là khoảng 50% dân số Việt Nam. Đối tượng nhiễm đa phần là trẻ em và học sinh. Theo tính toán thì hàng năm người dân mất khoảng 1,5 triệu lít máu và 15 tấn lương thực chỉ để nuôi giun sán. Không chỉ tốn kém về mặt vật chất, nó còn ảnh hưởng xấu tới thể chất, tinh thần và trí tuệ của những người bị nhiễm. Tỷ lệ nhiễm giun sán ở miền Bắc cao hơn hẳn miền Nam. Ngoài sự khác biệt về thói quen sinh hoạt thì thời tiết lạnh, ẩm ướt và ít nắng của miền Bắc cũng là điều kiện rất thuận lợi để giun sán phát triển. Sáng mèo là cách gọi của người dân Việt Nam để chỉ những bệnh lây truyền từ mèo sang người. Đây chỉ là cách gọi thôi chứ nó không phải là tên chính xác. Giun đũa mèo và sáng dây mèo là hai loại phổ biến nhất. Do đường lây truyền của mỗi loại là khác nhau cho nên trong thực tế thì giun đũa mèo lây nhiễm cho người thường xuyên hơn. Rất hiếm khi sáng dây mèo lây sang cho người. Trứng của giun đũa được thải ra ngoài môi trường qua phân của mèo. Mèo hoang và những con mèo được thả rong không có khai thác vệ sinh riêng cho nên nó sẽ đi vệ sinh ở bất kỳ chỗ nào mà nó thích. Mèo thích đi vệ sinh ở những nơi có đất cát, thích đào hố và chôn lấp chất thải sau khi đi vệ sinh xong. Nếu mèo bị nhiễm thì số trứng giun đũa này sẽ được nằm ở bên dưới một lớp đất mỏng. Ánh nắng mặt trời và thời tiết hanh khô có thể tiêu diệt được trứng giun sán. Nhưng lớp đất mỏng này đóng vai trò như lớp bảo vệ, giúp trứng của giun đũa tránh khỏi ánh nắng mặt trời và luồng gió hanh khô ở phía trên. Nếu điều kiện môi trường thuận lợi, lớp đất ẩm ướt và nhiệt độ chỉ từ 24-25 độ C, thì trong vòng 2 tuần số trứng này sẽ phát triển thành trứng có phôi. Còn khi môi trường bất lợi thì trứng giun đũa mèo không thể phát triển thành phôi được. Chỉ có trứng nào có phôi mới nở ra được ấu trùng. Và chỉ có trứng có phôi mới có khả năng lây nhiễm cho con người. Số trứng có phôi này sẽ tồn tại được trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm nếu gặp vùng đất thuận lợi và nó vẫn giữ nguyên khả năng lây truyền cho con người. Độ ẩm cao trên 80% là thuận lợi nhất cho sự tồn tại của nó. Nếu chúng ta thả rong bé mèo của mình, mèo đi vệ sinh hoặc là vui chơi những khu vực có sẵn trứng giun đũa đã hóa phôi, thì số trứng này sẽ bám vào chân của mèo, móng của mèo, bám vào lông của mèo và sau đó mèo liếm láp cơ thể và nuốt số trứng này vào bụng. Đây là một trong những cách mà mèo nhiễm giun. Khi về đến nhà thì mèo lại đi khắp nơi trong sân vườn, đi vào trong nhà, leo lên giường của bạn và làm phát tán số trứng này ra nhiều nơi. Sau đó chúng ta lại vuốt ve mèo, bế mèo, rồi sau đó lại có những hành động như là cắn móng tay hay là cầm đồ ăn cho vào miệng, thì đó cũng là cách chúng ta bị nhiễm giun đũa mèo. Hoặc là nhà chúng ta có trồng rau xanh trong sân vườn. Vườn rau này có mèo hoang bị nhiễm giun đũa đến phóng uế bừa bãi vào đó, thì việc ăn rau sống không rửa đúng cách cũng sẽ làm chúng ta nhiễm giun đũa theo. Khác với cây lúa là loại có thể cao tới 1-2 mét, rau thường là loại mọc thấp sát đất. Nó chỉ cao vài chục cm thôi cho nên rất dễ nhiễm trứng của giun đũa mèo. Một điều quan trọng nữa mà chúng ta cần lưu ý đó là những người nhiễm giun đũa mèo cũng thường đồng nghĩa với việc họ nhiễm ký sinh trùng Toxoplasma gondii vì đường lây truyền của nó giống nhau. Toxoplasma gondii là một loại ký sinh trùng đơn bào ở họ mèo. Nó có khả năng làm thay đổi hành vi của chuột. Với một con chuột bình thường thì mùi mèo là thứ đáng sợ nhất vì nó có thể mất mạng nếu nó ở gần những nơi có mèo. Theo bản năng thì chuột sẽ muốn tránh xa những nơi có mùi chất thải của mèo. Khi chuột bị nhiễm loại ký sinh trùng này thì nó sẽ làm điều ngược lại. Thay vì sợ hãi và tránh xa thì nó lại cảm thấy yêu mèo. Nó bị hấp dẫn và bị thu hút đến gần những nơi có mèo. Chuột tự nguyện nộp mạng để làm đồ ăn cho mèo. Khi bé mèo của chúng ta chẳng may ăn phải con chuột này thì nó cũng sẽ nhiễm Toxoplasma gondii. Người ta đã làm thực nghiệm ở người thì điều này cũng xảy ra tương tự, đặc biệt là ở nam giới. Toxoplasma gondii là yếu tố nguy cơ khiến người nhiễm thay đổi tính cách, không còn cảm giác sợ những thứ nên sợ, ví dụ như là họ sẽ không còn sợ độ cao, không còn sợ tốc độ. Nhiều người nhiễm Toxoplasma gondii đã qua đời vì tai nạn giao thông hoặc là họ đã từng cố gắng tự tử. Nó cũng được cho là có liên quan tới các bệnh tâm thần.
Ngoài ra thì việc nhiễm trùng trong thời kỳ mang thai có thể dẫn đến tử vong của thai nhi và cũng là mối đe dọa lớn cho những người có hệ miễn dịch suy yếu. Mình sẽ nói thêm về Toxoplasma gondii ở một video khác. Quay lại chủ đề chính hôm nay là dung đũa mèo. Vậy khi chúng ta có đầy đủ những yếu tố nguy cơ và những dấu hiệu nghi ngờ là mình đã nhiễm dung đũa mèo thì chúng ta phải làm gì? Mèo là ký chủ vĩnh viễn của dung đũa mèo. Ở mèo thì dung đũa sẽ ký sinh ở ruột non. Nhưng người là vật chủ bất thường của dung đũa mèo. Khi đi lạc sang cơ thể người thì nó không phát triển được thành dung trưởng thành và nó sẽ không lặp lại chu kỳ sống. Nó sẽ làm những việc bất thường và di chuyển khắp nơi trong cơ thể. Cho nên việc chẩn đoán có nhiễm dung đũa mèo hay không cũng khá khó khăn. Tuy nhiên thì cơ thể chúng ta có khả năng tự bảo vệ. Khi tác nhân lạ xâm nhập vào cơ thể thì bạch cầu sẽ bắt và tiêu diệt vật thể lạ đó. Đây là lý do tại sao khi đang nhiễm dung đũa mèo thì lượng bạch cầu ái toan sẽ tăng cao. Quá trình tự bảo vệ này có thể diễn ra âm thầm trong cơ thể mà bạn không hề hay biết, hoặc là bạn sẽ có đôi chút mệt mỏi. Tuy nhiên thì đánh tay đôi dễ thắng hơn là đánh cả đội quân. Mức độ ảnh hưởng ở mỗi người là khác nhau. Tác hại của việc nhiễm dung sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố như là lượng dung sáng nhiều hay ít, thời gian nhiễm bao lâu và cơ quan nào bị nhiễm, sức đề kháng và tình trạng dinh dưỡng của người bị nhiễm như thế nào. Nếu bạn có những dấu hiệu như là nổi mề đay, ngứa thường xuyên, mất tập trung và mệt mỏi kéo dài, đầy bụng, khó tiêu, đau cơ, đau khớp thì bạn nên đến viện sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng kiểm tra thêm. Còn nếu bạn không có dấu hiệu nào ở phía trên thì dù kết quả có dương tính với dung đũa mèo thì bạn cũng không cần phải kiểm tra và xử lý. Dương tính tức là chúng ta có kháng thể chống lại dung đũa mèo trong máu, đồng nghĩa là việc chúng ta đã từng nhiễm vào một thời điểm nào đó chứ không có nghĩa là hiện tại chúng ta đang nhiễm. Sau khoảng 2-3 năm kể từ lúc con dung chết và bị tống ra ngoài thì kết quả xét nghiệm của chúng ta vẫn là dương tính. Còn nếu bạn có đầy đủ những triệu chứng trên nhưng mà vì một lý do nào đó mà bạn không thể đến viện sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng trung ương để kiểm tra thêm, ví dụ như bạn đang quá bận, chưa sắp xếp được thời gian chẳng hạn, thì bạn có thể làm giảm tác hại của dung đũa mèo bằng cách là thay đổi chế độ dinh dưỡng. Ký sinh trùng sống phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn dinh dưỡng từ vật chủ. Nó lấy trộm những chất dinh dưỡng trong cơ thể của chúng ta để sống, để phát triển và để sinh sản ngày một nhiều hơn. Để diệt các loại ký sinh trùng thì chúng ta chỉ cần tạo ra một môi trường sống khó khăn cho sự phát triển của nó. Những món mà chúng ta nên cắt giảm đó là đường, tinh bột và sữa. Ba món này ký sinh trùng rất thích. Đây là nguồn năng lượng chính của nó. Nếu nguồn năng lượng này bị cạn kiệt thì nó sẽ không thể tồn tại và phát triển được. Nếu bạn là người thích uống nước ngọt, trà sữa, ăn bánh kẹo hoặc là ăn nhiều cơm thì chúng ta nên điều chỉnh để giảm bớt lại. Ít nhất là trong thời gian mà bạn nghi ngờ là bạn nhiễm dung sáng và bạn đang muốn loại dung sáng ra khỏi cơ thể. Đồng thời thì bạn nên thêm vào bữa ăn hàng ngày những loại thực phẩm như là tỏi, gừng hoặc là ngải cứu. Đây đều là những loại thực phẩm đã được chứng minh là có khả năng làm giảm đáng kể số lượng dung, ức chế sự phát triển của ấu trùng và khả năng sinh sản của các loại dung đường ruột. Dùng các loại thuốc để điều trị dung đũa mèo chỉ là cách chữa cháy tạm thời. Vì việc cơ thể nhiễm nhiều dung tới mức gây ra triệu chứng, phải dùng tới thuốc để tiêu diệt nó thì cơ thể của chúng ta đã ít nhiều bị thiệt hại rồi. Phòng cháy luôn tốt hơn là chữa cháy. Nếu chúng ta không loại bỏ nguyên nhân thì vấn đề sẽ tiếp tục quay lại. Nếu chúng ta đã nhiễm, đã khỏi, nhưng mà thói quen sinh hoạt và những yếu tố rủi ro khác không hề thay đổi thì việc tái nhiễm là hiển nhiên. Yếu tố nguy cơ lớn nhất là bé mèo của chúng ta. Nếu chúng ta nuôi mèo vì mục đích tinh thần, thích ôm ấp và vuốt ve mèo nhưng lại thả rong để mèo đi chơi tự do lăn lộn ở nơi đất bẩn có chứa trứng của dung đũa, tự do ăn con chuột mà nó bắt được, tự do phóng ế bừa bãi ở những nơi mà nó thích, thì nó không chỉ là ảnh hưởng tới sức khỏe của chính chúng ta mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của mèo và sức khỏe của cộng đồng nữa. Theo thống kê thì mèo nhà được thả rong có tỷ lệ nhiễm dung đũa nhiều nhất. Mèo nhà được nuôi kín hoàn toàn và mèo hoang dã được tự do sống trong môi trường tự nhiên của nó, không có sự can thiệp của con người, có mức độ nhiễm dung đũa thấp nhất. Mèo nhà được thả rong khác với mèo hoang dã. Điểm khác biệt lớn nhất là nguồn thức ăn. Dù cả hai đều có thể tự bắt và ăn những con mồi có nguy cơ mang mầm bệnh, nhưng mà khả năng tiêu diệt dung sáng của mỗi cơ thể là khác nhau. Ngoài việc ăn con mồi mà mình bắt được, thì mèo nhà được thả rong còn ăn thêm cơm và hạt khô công nghiệp nữa. Hai loại này thường chứa nhiều tinh bột, mà tinh bột là nguồn thức ăn rất tốt cho sự sinh sôi của dung sáng. Việc tẩy dung cho những bé mèo thả rong không có nhiều ý nghĩa. Vì ngay sau khi uống thuốc thì mèo lại được thả ngay vào môi trường cũ. Môi trường có nhiều trứng dung đũa, cho nên việc lây nhiễm này sẽ tiếp tục lặp lại. Cách tốt nhất để đảm bảo mèo không có dung sáng là định kỳ kiểm tra, xét nghiệm phân mèo. Nếu có vấn đề thì mới cần phải xử lý. Nhưng mình hiểu đây là việc làm tốn thời gian và tiền bạc, cho nên sẽ không có nhiều bạn làm.
Phương án tiếp theo dễ áp dụng hơn, đó là định kỳ tẩy dung cho mèo và mặc định là mèo đã nhiễm dù chúng ta không có bằng chứng. Nhưng chúng ta cần nhớ là việc tẩy dung cho mèo bằng thuốc là việc tệ nhất mà chúng ta có thể làm, chứ nó không phải là cách tốt nhất. Thuốc tẩy dung cũng là thuốc và nó có nhiều mặt trái. Thuốc tẩy dung cho mèo thường chứa hai thành phần để diệt dung đũa và sáng dây. Cách hoạt động của thuốc là làm cho những con dung sáng này bị tê liệt, mất khả năng bám vào niêm mạc ruột của mèo và sau đó được cơ thể tống ra bên ngoài qua nhu động ruột. Mình biết nhiều trường hợp là các bạn lạm dụng thuốc tẩy dung sáng, bạn nghĩ là thả rong để mèo đi tự do bắt và ăn thịt chuột không sao hết, miễn tẩy dung mỗi tháng một lần là được, hoặc là cho mèo ăn thịt sống gì cũng được, không cần phải trữ đông để diệt dung sáng làm chi cho mất công, chỉ cần tẩy dung mỗi tháng một lần là được, và bạn cứ áp dụng liên tục như vậy từ năm này qua tháng nọ. Việc tự ý sử dụng như vậy sẽ gây ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là khi sử dụng thường xuyên, dùng quá liều sẽ làm tổn hại tới gan thận và ức chế tủy xương, rối loạn tiêu hóa, tổn thương não, gây hại cho hệ thần kinh của mèo. Nếu mèo mang thai thì nó có thể gây dị tật hoặc là sảy thai. Thứ hai là việc lạm dụng này sẽ gây ra tình trạng kháng thuốc, tức là mức độ hiệu quả sẽ càng ngày càng giảm theo thời gian, thậm chí là xuống mức âm, thay vì làm dung sáng tê liệt thì thuốc tẩy dung lại làm cho dung sáng phát triển mạnh hơn. Nếu mèo có một chế độ dinh dưỡng kém, một sức khỏe kém, sống trong một môi trường có nhiều yếu tố nguy cơ và lượng dung trong cơ thể mèo đã phát triển rất nhiều rồi thì việc tẩy dung có thể khiến mèo tử vong. Mèo con thường chết vì lý do này nhiều hơn là mèo lớn. Nguyên nhân không phải là do dùng thuốc tẩy dung quá liều hay là thuốc có độc tính quá mạnh khiến mèo không chịu nổi mà chết, mà nguyên nhân là do khi mèo bị nhiễm quá nhiều dung, số dung sáng này bám vào niêm mạc ruột của mèo, thuốc làm cho dung tê liệt và dồn cục lại sẽ gây tắc ruột. Đồng thời nó cũng tạo ra nhiều lỗ thủng ở những vị trí mà dung đã bám vào, khiến các chất lỏng và thức ăn trong ruột bị rò rỉ ra ngoài, gây viêm nhiễm và cuối cùng là làm mèo tử vong. Cho nên chúng ta chỉ dùng thuốc tẩy dung cho mèo một cách thận trọng và khi thật sự cần thiết thôi, chứ không nên lạm dụng nó. Tốt nhất là chúng ta cho mèo một nguồn dinh dưỡng hợp lý, phù hợp với chủng loài để cơ thể mèo có thể phát triển khỏe mạnh và tăng khả năng tự chống lại dung sáng. Chế độ ăn của mèo chỉ nên chứa rất ít hoặc là hoàn toàn không chứa tinh bột, vì tinh bột là thức ăn yêu thích của dung sáng. Nếu bạn nuôi mèo thả rong với mục đích là bắt chuột trên những cánh đồng lúa, thì bạn nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với mèo, hạn chế vuốt ve và ôm ấp mèo, và luôn luôn rửa tay thật sạch với xà phòng và nước trước khi ăn. Còn nếu bạn nuôi mèo vì mục đích tinh thần, thì bạn có thể cân nhắc việc nuôi kín mèo, không thả rong để đảm bảo cho sức khỏe của mèo và các thành viên trong gia đình. Trứng dung đũa sẽ chết ở nhiệt độ cao 60 độ C hoặc là nhiệt độ âm 15 độ C, cho nên bạn có thể cho mèo ăn thực phẩm đã nấu chín, hoặc là nếu muốn cho mèo ăn thịt sống thì chúng ta cần đảm bảo là thịt này đã được trữ đông đúng cách trước khi sử dụng để loại bỏ nguy cơ dung sáng. Chúng ta nên cho mèo một khay cát riêng, một chỗ cố định để đi vệ sinh, như vậy sẽ dễ kiểm soát hơn, không để mèo phóng uế bừa bãi trong sân vườn. Đồng thời chúng ta cũng cần có biện pháp để không cho mèo hoang vào phóng uế trong sân vườn nhà chúng ta. Chất thải trong khay vệ sinh của mèo cần được dọn dẹp ít nhất là một ngày một lần, dọn thường xuyên hơn thì càng tốt. Độ ẩm trên 80% là thuận lợi nhất để trứng dung đũa phát triển. Nếu có điều kiện thì chúng ta nên cân nhắc mua một chiếc máy hút ẩm và đặt trong nhà để hạ độ ẩm không khí xuống, nhất là những bạn ở khu vực miền Bắc nha. Nếu mèo nhiễm dung quá nặng thì chúng ta nên tách mèo ra một khu vực riêng, ra khỏi khu vực sinh hoạt chung của những bé mèo khác để dễ xử lý và tránh lây lan. Cho mèo sử dụng một khay cát riêng và sau khi tẩy dung thì chúng ta cũng cần kiểm tra và xét nghiệm phân lại xem là mèo đã thật sự sạch dung sáng hay chưa. Nếu trước giờ bạn để mèo đi vệ sinh tự do trong sân vườn, trong đất đã chứa nhiều trứng dung đũa thì bạn có thể xới đất lên và dùng vôi bột CaO để rải lên bề mặt, giữ nguyên như vậy trong một ngày để tiêu diệt trứng dung sáng. Nên chọn làm vào buổi sáng, vào ngày có nắng ráo thì càng tốt. Nếu mèo nhiễm dung quá nặng, sau khi dùng thuốc tẩy dung thì số dung sáng này sẽ tê liệt và đi ra bên ngoài. Một số sẽ chết và một số vẫn còn sống. Cách xử lý an toàn nhất là cho chất thải này vào túi ni lông và cho vôi bột CaO vào, cột chặt miệng túi lại. Sau khoảng 1 giờ thì dung và trứng dung sẽ chết. Đồng thời chúng ta cũng cần giặt giũ và chà rửa tất cả vật dụng của mèo với xà phòng và nước, đặc biệt là những khu vực thường xuyên ẩm ướt trong nhà để loại bỏ trứng dung sáng. Để tránh mèo tái nhiễm thì chúng ta cũng cần tắm cho mèo. Các tác dụng phụ có thể xảy ra khi cho mèo uống thuốc tẩy dung là nôn mửa, tiêu chảy, bỏ ăn. 3 ngày sau khi uống thuốc tẩy dung, nếu tình trạng sức khỏe của mèo tốt, không có dấu hiệu mệt mỏi nào thì chúng ta nên tắm cho mèo để loại bỏ phần trứng dung sáng còn sót lại, bám ở khu vực hậu môn,
trên lông và trong móng của mèo nha. Chúc bé mèo của bạn luôn khỏe mạnh. Vì YouTube sẽ đề xuất những video có nhiều lượt thích, nên nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn thích để những thông tin này được chia sẻ tới nhiều người nha.